Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Radio nha. Clip này thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là loa bass ha, loa trung, loa trép, phân tầng loa nha anh em nha. Và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết clip ha và báo giá từng món một cho anh em mình tiện việc theo dõi và mua hàng. Đó. Thì toàn bộ loa trên clip hôm nay em giới thiệu là tất cả là zin nguyên bản nha, kể cả loa bass là cũng zin cả gân anh em nha. Đầu tiên đây em sẽ giới thiệu với anh em mình là một cặp loa kèn ha, cặp kèn của Onkyo. Nó có cái mã là T-Dub ha, T-Dub 090601C nha anh em nha. Dòng này thì em mấy tháng trước á ha, mẫu này thì em bán khá là nhiều rồi, nhưng mà mấy tháng trước, tầm 5 tháng trước em có về cặp á, thì cặp đó cũng rất đẹp, tiếng rất hay luôn. Cặp đem đã bán rồi nha, thì tới thì thời điểm hiện tại thì em mới sưu tầm được cặp đẹp nữa anh em nha. Cái này nó có đường kính mặt là 12 phân nha. Ở đây nó có 4 cái lỗ bắt ốc anh em nha. Ở đây nó có 4 cái lỗ để mà bắt ốc nè. Đó. Nhưng mà phía trên này thì hãng thiết kế một cái vành cao su để mà che lại nha. Đó, anh em mình dỡ cái vành cao su này lên nha, dỡ cái vành cao su này lên. Rồi anh em mình bắt 4 con ốc ha. Xong anh em mình đẩy cái vành cao su này lại là không thấy cái con ốc đâu luôn, rất là đẹp nha. Họng của nó là họng gan nha, họng gan rất là dày nha anh em. Và phía dưới này thì em thấy có dán mấy cái miếng này chắc em nghĩ là để chống ồn mà sao đó anh em nha. Đó. Đây họ dán mấy cái miếng giấy nè ha, và cái miếng xốp miếng giấy tháo thùng ra nó còn luôn nè anh em nha. Đó. Này anh em mình về để rời ha, để rời hoặc là anh em mình lắp thùng gì tiếng đều rất là tuyệt vời luôn nha. Con này 75W nha anh em, công suất rất là lớn luôn. Cặp này anh em mình sử dụng nghe giải trép cao hay giải xì đồ rất là hay. Cặp này anh em mình sử dụng nghe nhạc và karaoke tiếng chép rất là bén tơi nhuyễn luôn ha. Đó, mặt rất đẹp anh em nha. Chép này thì đa phần em lựa hàng đẹp là nhiều anh em nha. Đa phần em lựa hàng đẹp em mới lấy không à. Thường khi hàng xấu xói mới lấy lắm. Cặp này về đẹp xuất sắc luôn. Cặp này tiếng cực kỳ hay nha. Đó, 5 tháng trước em có làm clip em test á, thì có anh khách chốt ha, và sau đó thì có khá nhiều anh em mình điện thoại nhưng mà hết hàng ha. Hôm nay mới về đường cặp nữa nè. Cặp này về đẹp như ý luôn anh em nha. Con này nó hai tầng từ nha, hai tầng 500 nha. Dưới này là một tầng 500, trên này là một tầng 500 nữa nha. Anh em mình thấy hai tầng 500 và họng rất là dày dặn nha, họng rất là dày ha, họng rất là dày và nặng luôn. Cặp chép này cầm rất là đầm tay anh em nha, cầm rất là đầm tay, rất là nặng luôn á nha, khá là nặng. Họng rất là đẹp nha anh em nha, lâu nguyên zin nguyên bản, hoạt động tốt nha. Cặp này tiếng kêu bao phê luôn. Đó. 5 tháng trước em có clip test rồi, anh em mình có nhu cầu thì nhắn Zalo em gửi cho. Cặp này về thì nguyên zin nguyên bản, hoạt động tốt, tiếng rất là hay nha, tiếng rất là hay. Đó, sản xuất tại Nhật nha anh em nha, sản xuất tại Nhật. Kèn Onkyo thì tiếng nó rất là hay trong cái tầm tiền luôn anh em ha. Hãng Onkyo làm kèn em nghe em rất là ưng ý luôn. Đó, tiếng rất là sáng, rất là tốt luôn. Con này tiếng chép tơi nhuyễn bén ha, và những cái tiếng giải cao á, những tiếng giải xì đổ lên rất là tuyệt vời nha. Đó. Mấy cái này cái lớp keo này anh em mình không thích thì gỡ ra nha. Đó, không thích thì gỡ ra. Còn nguyên hàng về có nguyên về anh em mình để gì để cho em nghĩ khả năng của nó là nó chống ồn phần nào đó anh em nha. Nhưng mà cái họng này khá là dày rồi anh em nha, họng này rất là dày rồi. Đó. Đây. Rất là đẹp nha anh em nha, rất là đẹp. Họng zin đẹp hết luôn nha, zin đẹp hết luôn. Đó, anh em mình thấy. Rồi cặp này giá như cặp lần trước em bán nha. Giá là 4.2 triệu anh em nha, giá là 4.2 triệu. 4.200.000. Cặp này tiếng kêu tuyệt vời, đặc biệt là giải xì lên rất hay ha, giải cao lên rất hay. Anh em mình sử dụng ghép thùng hoặc là anh em mình hỗ trợ thêm bên trên nóc thùng lo gì cũng đều rất là tuyệt vời, rất đẹp luôn ha. Hoặc này cặp này về anh em mình cho nó vô cái hộp riêng nhìn tuyệt vời đẹp, hoặc là lên thùng gì cũng đều đẹp hết trơn anh em. Cặp này quá đẹp luôn ha, 4.2 triệu cặp kèn Onkyo này ha, cầm rất là nặng nha. Đó. Và đây là cặp loa trép ha, cặp loa trép của Nhật nha. Cặp loa trép này có đường kính là 7.5 nha, 7.5, xương của nó là xương xương đúc luôn anh em nha. Đó. Xương gan đúc luôn. Cặp loa chép của Technic nha, sản xuất tại Nhật luôn anh em nha, sản xuất tại Nhật luôn. Loa chép màng giấy nha, màng giấy nó giấy ha, và nó có lớp lưới bảo vệ. Màng loa thì rất là đẹp, nguyên zin nguyên bản, hoạt động tốt ha. Cặp loa chép của Nhật nha, Technic ha. Đó. Loa nguyên zin nguyên bản nha, nguyên zin nguyên bản, hoạt động tốt. Xương của nó là nó đúc luôn anh em nha, xương đúc luôn. Loa nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Đó. Con này tiếng kêu tuyệt vời, trong tầm tiền luôn, 700.000 nha. Đó. Cặp loa chép của Nhật 700.000. Đường kính là 7.5 nha anh em nha, còn đôi chiều xéo nó sẽ to hơn nha. À, chiều xéo là em nói 9 phân hơn tí ha, còn chiều ngang này là 7.5 nha. À, có lớp lưới bảo vệ ha, lớp lưới còn đẹp về thì màn lo tuyệt đẹp luôn ha. Nón là cái nó màu sữa anh em ha, đó, màu cà phê sữa rất là đẹp. À, rồi cặp loa chép của Nhật ha, zin nguyên bản đẹp, 7 màu long lanh luôn, 700.000 ha, nguyên zin nha. Và đây là bộ phân tầng 3 đường tiếng nha, bộ phân tầng 3 đường tiếng đánh cho bass trung và trép nha anh em. Bộ này linh kiện rất là nhiều luôn nè ha. Đó. Xài tụ xịn sò không ha. Đó. Đây anh em mình thấy ha, toàn bộ tụ nhôm hết nha anh em nha, tụ nhôm hết, seal đồng này ha, 5 seal đồng nha, tụ dây đầu là đi rất là tỉ mỉ, rất là kỹ luôn ha. Và những cái keo này là những keo zin của hãng đổ nha anh em nha, những cái keo zin của hãng đổ, linh kiện nguyên si nguyên bản hết. Phần tầng này ít khi nào nó hư lắm anh em nha, trừ khi nào mà
nó anh em mình làm nó bị bể tủ ha, gớt nó bể đầu nó mới hư thôi, chứ mấy cái hàng này xài nó ít khi nào hư lắm anh em. Thật sự mấy phân tầng bãi này nè, khẳng định với anh em mình luôn, xài nó ít khi nào nó hư lắm, trừ khi nào mà mình va chạm tác động vật lý vô nó bể tủ hay bể seal đồ nó mới hư thôi, chứ linh kiện mà đẹp như thế này nó ít khi nào hư lắm anh em. Đó, hàng người ta sản xuất, người ta xài mấy chục năm rồi mà nhìn như mới vậy anh em nha. Đó, rất là đẹp luôn. Bộ phân tầng 3 đường tiến nha, 3 đường tiến của Nhật ha, của Builder. Bộ này giá là 1 triệu 2 nha. Đó, bộ này giá là 1 triệu 2, hàng nguyên zin nguyên bản nha, nguyên zin nguyên bản, hoạt động tốt nha anh em. Đánh bass trung bật rep nha. Đó, như mấy cặp bass này là chơi vô tư luôn ha. Đó, đây, bộ phân tầng 3 đường tiến. Đây, linh kiện xịn hết nha, linh kiện của Nhật hết ha. Đó. Anh em mình đi mua phân tầng hàng chợ hàng Trung Quốc thì bộ gấu gấu vậy cũng tiền triệu anh em. Đó, anh em mình chơi mấy bộ này có 1 triệu 2, chơi rất là đáng tiền luôn, hàng Nhật xịn nha. Tiếng thì những cái dòng này tụ đồ nè ha, tụ đồ. Đó, tất cả mọi thứ sale trở đầu là linh kiện xịn hết, cho tiếng rất là hay, nó lọc rất là tốt ha. Rồi, bộ phân tầng này giá là 1 triệu 2 nha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em ha. Nó một bộ là như trên video. Nó còn dây như trên video luôn này ha. Em quay sao thì em sẽ gửi đúng vậy nha. Em không có lấy là cái gì hết nha. Dây dắt đồ nếu mà hàng về có sao thì em quay em gửi đúng cho anh em mình hết như vậy luôn ha. Em không có lấy là cái gì hết nha. Đó. Rồi. Và đây là một cái cặp loa trung của Beuner nha, cặp loa trung của Beuner. Cặp loa trung Beuner màng vàng nha anh em nha. Đó, cặp loa trung của Beuner màng vàng. Đó, màng rất đẹp nha. Màng màng giấy nón giấy ha, gần là gần vải ha, gần vải zin luôn. Còn cặp loa trung này có đường kính là nó 15 phân nha, loa trung 1,5 tấc nha anh em. Mấy cái này gỡ thùng ra thì nó còn dính lại mấy cái gỗ nữa nè ha. Đó. Loa trung của Beuner màng vàng nha. Đó. Con này gã mấy cái thùng Beuner cao tiền ra anh em nha. Thì đây là nó có cái hộp game nó luôn rồi, cái hộp này cũng giống như là cái thùng game nó rồi ha. Cái này anh em mình về lắp thùng hay là anh em mình để rời ngoài gì cũng đều được nha. Đó, nó có cái hộp này giống như là cái thùng game nó luôn ha. Đó. Cặp loa trung của Beuner nè, đây nó có cái mã của Beuner nè, logo của Beuner này ha, và cái mã là 12 gạch 715 F gạch 1 nha. Đây, cặp loa trung của Beuner hàng Nhật xịn nha, hàng Nhật xịn sản xuất tại Nhật luôn nha anh em. Đó. Toàn bộ hàng trên clip hôm nay em giới thiệu với anh em mình là đều sản xuất tại Nhật hết ha. Đó, lo rất là đẹp nha. Lo rất là đẹp. Đây anh em ha, anh em mình thấy rồi cái cặp lo trung của Builder này nha, cặp lo trung của Builder này thì giá là 1,4 triệu anh em nha. Cặp lo trung của Builder này giá là 1,4 triệu đó. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Cặp lo trung của Builder ha, giá là 1,4 triệu nha. Đó. Rồi, hàng Nhật xịn hết nha. Và cuối cùng đây là cặp lo bát 30 nha, cặp lo bát 30. Cặp này thì cũng được sản xuất tại Nhật luôn anh em nha. Made in Saban ha, sản xuất tại Nhật nha, 8 ohm nha anh em nha. Cụ từ đây ha, đó, xương lo. Xương lo thì sơn tĩnh điện màu đen ha, cụ từ thì 7 màu đó. Anh em mình thấy tổng thể hai cái từ lo đây nha, chợ kháng là 8 ohm nha. Con này thì lo bát nha anh em nha, lo bát có mã là TIPE gạch 2 ha. Đó. Rồi để em sẽ quay cái màn lo cho anh em mình xem nha. Lo là nguyên zin nguyên bản hết anh em nha, lo nguyên zin nguyên bản hết. Đó, con khá là to, cặp này anh em mình sử dụng nghe nhạc và karaoke gia đình gì cũng đều được nha. Đó, đây tổng thể hai cái màn lo đây nha anh em. Đó, màn giấy ha, màn giấy gần vải nha, gần vải zin nha, gần vải này còn xài rất là tốt nha anh em. Nón là nón vải luôn nha, màn giấy, gần vải và nón vải nha anh em. Đó. Bát 30 để em đo chính xác cho anh em mình xem nha. Con này có đường kính bát là đo phủ bì cho em, nó là 30,5 phân ha, 30,5 phân đo phủ bì. Nón là nón vải nha, mấy nón này thì anh em mình khỏi sợ bị mớp ha. Đó. Và gân của nó là gân vải luôn nha, gân vải ha, gân vải zin nha, gân vải zin mềm nha anh em. Đó, gân vải zin mềm. Đó, anh em mình thấy ha, gân vải này thì anh em mình xài Vivo luôn nha, vải này anh em mình xài Vivo luôn, không có e ngại gì ha. Gân này thì rất là bền nha anh em nha, gân này rất là bền. Đó, anh em mình thấy ha, độ nhúng rất là trơn tru, gân vải tốt nha anh em. Gân này nói chung là anh em mình xài thoải mái nha, xài nào đã thôi chứ gân này nó đâu có mục đâu. Đó. Đây thì khi em gửi hàng thì em sẽ quét cho anh em mình lớp dầu ha, quét cho anh em mình lớp dầu. Đó. Rồi anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Rồi cái cặp lo bát, cặp lo bát 30 ha, cặp lo bát 30 này giá là 2,4 triệu nha. Cặp lo bát 30 hàng Nhật xịn sản xuất tại Nhật luôn, zin nguyên bản hoạt động tốt nha, giá là 2,4 triệu cặp này. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha. Và clip em xin được kết thúc tại đây, xin chân thành cảm ơn em đã có nhiều để dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong một clip tiếp theo nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.